thuộc. Người bình thường trong vung tay là điều khó, thế nhưng càng làm chặt càng đau. Dường buồn bã người thương, có mấy ai lỡ mất nhau mà còn tìm thấy nhau. Tình yêu đã cho chơi trốn đi, càng đuổi theo càng đi xa mãi. Chia sẻ nho nhỏ về cái tinh thần của bộ phim. Hình như phim này có nhiều trúc trắc drama về tình cảm lắm phải không em? Không, em đâu được biết gì về phim đâu. Là em hát về cái bản năng và cảm nhận thôi đúng không? Tại vì khi mà vợ em anh Giang đưa cho em bài này thì cũng là cũng mới đấy anh nhỉ. À, nhưng mà tại vì lúc mà anh Giang đưa cho em là em đang nghe rất xúc động rồi. Thì ngay em nói anh Giang mấy câu đầu em nghe em đã thích lắm rồi. Và đây là cái bài hát mà nó chạm từ cái trái tim của em, nên là lúc, ngay cả lúc khi thu âm cũng vậy. Và anh Giang là người rất là khó tính, nên là khi mà thu bài này thu từ phải 5 tiếng đồng hồ, tại vì anh Giang muốn chỉnh chữ một làm sao mà để thể hiện đúng được cái cảm xúc của bài hát. Và thực sự là em rất là vui khi mà được thể hiện bài hát này. Vậy là hòa âm phối khí là Đoàn Minh Vũ với lại Miss Master là Lưu Hưng cũng khá là vất vả với cả ngày làm việc. Anh Tú lúc đó thì có chia sẻ gì với anh Giang về mong muốn mình sử dụng bài này đúng không? Mình dẫn gà anh Giang luôn. Em thì chắc ít khi em cài lắm, nhưng mà em nghĩ chắc anh Giang chắc đồng ý thôi nhỉ. Em xin mời nhà sản xuất Trường Giang ạ. Chào tất cả mọi người. Thì cứ như thông lệ là mỗi cái phim Trường Giang, Trường Giang sẽ tự sáng tác một bài hát. Tại vì cũng biết chút xíu thôi, không có nhiều về âm nhạc. Thì bài này cũng viết trong vòng khoảng là 20 phút. Dĩ nhiên là cái việc mình thay ngán là nhiều rồi. Nhưng mà lúc mà đến lúc phải biết là luôn. Thì trong đó mới tìm một người phối. Thì Đoàn Minh Vũ hiện tại là người phối về ballad với nhạc buồn này là số 1 rồi, không ai qua nữa. Thì mình sẽ mời Đoàn Vũ. Và sau có bản demo thì thằng sẽ đưa cho bạn Lưu Hương. Lưu Hương đang có mặt đây không? Nãy mất đờ, hello. Xin chào Lưu Hương. Hương nói là trời ơi, anh đưa cho Vũ phối bên này là chạy đâu thoát nữa thì nó quá hay rồi. Thì Miss Master là Lưu Hương. Thì mới mời Tú hát, thì có mời Tú đến nhà hàng, xong vào một căn phòng. Và xong mới nói Tú là nghe đi, thích thì hát cũng thích thôi, chứ không mắc mới gì phải ép nhau làm việc. Không đồng là ăn tiền đấy nhỉ. Không đồng là ăn tiền đấy. Thế em hát nha. Giọng Tú ngoài là giỡn vậy đó, trên này thì đẹp đẹp chứ ngoài cũng nhây lắm. Thì là sau Tú hát thì Tú nói là thế em thu nhé. Thì đó, tới giờ cũng đâu có nói gì về vấn đề là sẽ hát như thế nào thôi. Còn có chuyện là Tú muốn hát thì Tú hát thôi bình thường. Giống như Đức Phúc sau này hát bài vở cũng bình thường, không có gì đâu. Dạ, cảm ơn anh Trường Giang rất nhiều. Thưa quý vị, chào mừng tất cả quý vị đang cùng đến với buổi họp báo của phim Chủ tịch Giao hàng.
Và đó chỉ là phần nhá ban đầu về tinh thần của bộ phim. Anh Trường Giang có sợ là mọi người sẽ đoán rằng phim trong cái mùa Noel và lễ Tết sắp tới lại có một màu sắc của một bộ phim ngôn tình và buồn hay không? Làm là phải vui chứ, đi làm là căng thẳng, chứ có căng thẳng là thiếu chứ lại vì là căng thẳng thôi. Yeah. Tới bây giờ anh mới ra mắt một phim series trong khi chiếu trên nền tảng thì mọi người phải tốn tiền, mà ở dưới quê có thể ở đây mọi người thấy một lần mọi người tốn 200.000, 300.000 cho một cái app mọi người thấy bình thường đúng không? Nhưng mà ở vùng sâu, vùng xa người ta bỏ ra 200.000, 300.000 cho một lần để coi cái app là có điều đó rất là khó. Nếu mà 200.000, 300.000 đó người ta có thể mua 10 ký gạo. Tại vì Trường Giang có rất nhiều khán giả mà ở những nơi không có đặt cái phim. Công việc bận rộn nhiều nhưng mà đã lúc quyết định phải làm rồi, có thể mình làm không hay bằng người ta. Nhưng mà khán giả của mình sẽ được xem Trường Giang trên cái kênh của Trường Giang và họ chưa từng được xem Trường Giang đóng phim trên kênh bao giờ. Nên làm có tốn nhiều tiền nhưng mà nó không quan trọng, tiền bạc bây giờ mình chết cũng không mang theo được. Với lại sau cái đại dịch vừa rồi mọi người thấy không, tiền nó đâu quan trọng đâu, không còn quan trọng nữa. Nên mình sống chân thật tử tế với nhau nó quan trọng hơn. Và tôi cũng là một người không quan tâm về tiền, tôi cũng là một người như vậy, rất là gì cả tôi. Xin cảm ơn anh một lời chia sẻ rất tận tâm và thấu đáo. Dạ, sao tôi? Thì xác nhận được không? Thì anh nói đúng đấy. Em đâu biết nói gì nữa đâu. À, nhưng mà em muốn hỏi là tại sao mà anh Giang lại chọn em hát cái các chủ đề này? Tại vì thực sự là cũng có rất là nhiều người hát rất là tốt. Em nghĩ là chắc có vấn đề gì đó. Mà em đoán đi, em đoán thử xem. Em đoán hả? Thì em nghĩ chắc là tại trước đấy thì em xin lúc mà anh em ngồi đi nhậu là em bảo anh Giang là cho em đóng phim này mới. Mà lúc đấy em kẹt quay, em không tham gia được. Chắc anh Giang bù lại cho em. Cho kể cái vụ vợ, bà để có thể đi diễn được không? Hồi xưa, ngày xưa thì hai anh em thân nhau á, rất là thương Tú, dễ thương lắm, hiền lành, đàng hoàng. Thì lên xe Tú, anh nghe, bạn dễ thương lắm, nghe nhá. Trên kia, 16 tuổi gì đó. Em biết không? Thế. Thì cách, cái lời, một cái lời, em biết không, năm 16 gì đó. Thì cách đây khoảng tầm nửa tháng, mùa 10 ngày mới gọi Tú ơi, hồi xưa em có cho anh nghe cái bài hát nào ở trên xe em, bài nó rất dễ thương, anh muốn xin bài hát đó để vào những cảnh montage trong phim, là cảnh tiểu vi đóng đó chính đó, là cảnh mà không lời á, để vào dễ thương lắm, để bài đó nói về cô gái dễ thương. Không được đó nha. Ủa sao chị em cho anh dùng bài thấy em hát đám cưới rồi đấy. Ủa khác mà, em đổi lời thôi, vấn đề gì đâu. Là cái bài ngày xưa cho mình nghe chính là cái bài hát đám cưới vừa rồi. Anh em cánh Giang đi xuống tàu à. Là cho anh Giang nghe là phải ba bốn năm trước rồi, lâu lắm rồi. Rồi sau đó Tú kể thêm là bài đó được đặt tên trên YouTube là bài này không để đi diễn. Dạ. Nên giờ khán giả mời show cũng không hát được. Nhưng mà bài này để đi mượn được mà, em có thể cho bạn mượn được. Nhưng mà giờ đổi thành cái lời đám cưới em biết không lấy em rồi thì đâu có dùng trong phim được nữa. Thôi mình sẽ tắt một bài mới luôn đi anh. Dạ. Nãy giờ là mình spoil chút xíu, nhưng mà để mà hiểu được cái tinh thần, em nghĩ mà anh nên cho mọi người xem trailer. Em thấy anh chưa có bật mí trailer luôn. Vâng, nên vậy. Dạ, nhưng mà em...